chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Camera. Các bạn thân mến, tiếng vang của trận đấu lượt về AFF Cup giữa Việt Nam và Indonesia đã gây được sự chú ý không chỉ ở khu vực Đông Nam Á mà còn ở khu vực châu Á. Trong khi giải đấu Cúp vô địch châu Á sắp diễn ra, thì những tin tức về bóng đá lại nóng hơn bao giờ hết. Giải đấu AFC ban đầu dự kiến được tổ chức tại Trung Quốc từ ngày 16 tháng 6 đến ngày 16 tháng 7 năm 2023. Vào ngày 14 tháng 5 năm 2022, AFC ra thông báo rằng Trung Quốc sẽ không tổ chức giải đấu do các tình huống gây ra bởi đại dịch COVID-19 và chính sách Zero COVID của Trung Quốc. Vào ngày 17 tháng 10, AFC thông báo rằng giải đấu sẽ được tổ chức tại Qatar. Qatar sẽ trở thành quốc gia đầu tiên tổ chức 3 kỳ ASEAN Cup sau năm 1988 và 2011. Vì vậy, fan hâm mộ bóng đá toàn châu Á đang rất háo hức đón chờ giải đấu đẳng cấp châu lục này. Liên quan đến trận thắng 2-0 của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia, fan hâm mộ Trung Quốc và Hàn Quốc tỏ ra khá quan tâm. Cổ động viên Trung Quốc đến hiện tại vẫn còn đau đớn trước trận thua nhục nhã 3-1 trước Việt Nam tại giải vòng loại World Cup Thế giới đầu năm 2022. Còn cổ động viên Hàn Quốc lại quan tâm đến màn đối đầu giữa hai huấn luyện viên Hàn Quốc là Shin Tae-yong và Park Hang-seo. Ngay sau khi có kết quả trận đấu, hàng loạt bài báo của Trung Quốc đã đưa tin về kết quả này. Trong đó có một trang báo thể thao của Trung Quốc đã có bài viết có nội dung như sau. Tỷ số Việt Nam là 2-0 Indonesia vào chung kết giải vô địch Đông Nam Á, gặp đội thắng giữa trận Malaysia và Thái Lan. Truyền hình trực tiếp ngày 9 tháng 1 tối nay, lượt trận thứ 2 vòng bán kết giải vô địch bóng đá Đông Nam Á đã khép lại. Trung cuộc, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Indonesia với tỷ số 2-0 nhờ cú đúp của Nguyễn Tiến Linh và tổng tỷ số 2-0 tiến vào trận chung kết. Trận đấu chỉ diễn ra ở phút thứ 3, tuyển Việt Nam đã dẫn trước bởi Nguyễn Tiến Linh. Bước vào hiệp đấu với lợi thế dẫn trước 1-0, chỉ 2 phút đầu tiên của hiệp 2, Nguyễn Tiến Linh lại sút tung lưới đối phương, nới rộng cách biệt lên 2 bàn. Hai bàn thắng này đã loại đối thủ thành công và tiến vào trận chung kết. Đối thủ của họ sẽ là những người thắng trong trận Malaysia và Thái Lan. Sau khi đọc được bài viết này, thì netizen Trung Quốc đã nói gì? Cùng Kênh Camera tìm hiểu nhé! Đội tuyển bóng đá quốc gia có thể thắng Brunei và Campuchia, trừ top 4 mạnh nhất Đông Nam Á này không thể thắng nổi rồi. Khi đội tuyển bóng đá quốc gia đấu với Việt Nam, tôi thực sự không thấy bất kỳ lợi thế nào. Đó là một sự kiện rất quan trọng và nếu đội bóng quốc gia đền đá, có thể một bàn cũng không ghi nổi. Tất cả các bạn đang nhìn vào Việt Nam, bạn không nghĩ rằng Indonesia cũng khó đối phó sao? Tỷ số trước Việt Nam trong 2 trận gần như bằng với đội tuyển bóng đá quốc gia. Về Việt Nam nhập tịch vài người đi, khỏi cần đổi tên cũng đỡ ngại đến nỗi như vậy. Cười chết, người ta vẫn muốn có 11 Ngô Lỗi cơ. Ngô Lỗi là một trong những cầu thủ xuất sắc của bóng đá Trung Quốc. Tháng 3 năm 2022, Ngô Lỗi lần thứ 3 đoạt giải quả cầu vàng của Trung Quốc. Malaysia 1-0 Thái Lan, 5-0 Trung Quốc. Khỉ Việt Nam ở Đông Nam Á cũng được tính là cao to đen hôi đấy nhỉ. Sau này không thể thắng nổi Việt Nam nữa rồi. Bình luận này đã nhận được rất nhiều phản hồi bên dưới như sau. Còn có sau này à, không phải Tết Nguyên đán năm ngoái là một trận thất bại sao? Bây giờ đã thắng được chưa? Bị thua Việt Nam Tết Nguyên đán năm ngoái sao bị lãng quên nhanh thế? Đội tuyển bóng đá quốc gia thật hạnh phúc khi có những cổ động viên quên mình như vậy. Bị người ta đánh bại 3-1 trong vòng loại thế giới Tết Nguyên đán năm ngoái, vẫn còn sau này, không biết xấu hổ chút nào. Từ thắng Việt Nam đến thua Việt Nam, hãy nghĩ xem đã xảy ra những gì. Mới đọc comment này một cái mà tôi còn tưởng mình không thua Việt Nam ở vòng sơ loại thế giới vậy đó. Đó là một số bình luận của fan hâm mộ bóng đá Trung Quốc. Có vẻ như nỗi cay cú trước trận thua 3-1 đầu năm khiến cổ động viên bóng đá Trung Quốc không thể nào nuốt trôi. Một năm rồi sự kiện này vẫn được nhắc lại rất nhiều lần trong mỗi chủ đề liên quan đến Việt Nam. Vậy còn fan hâm mộ Hàn Quốc thì sao? Chúng ta cùng nhau chuyển qua một kênh thể thao SBS của Hàn Quốc. Kênh đã ghi lại những khoảnh khắc của huấn luyện viên Park Hang-seo trong trận đấu tối ngày hôm qua. Netizen Hàn đã để lại những bình luận gì? Cùng Kênh Camera tìm hiểu nhé! Park Hang-seo giống như một đạo diễn trong phim truyền hình Hàn Quốc. Ông xứng đáng nhận giải Oscar vì kịch bản được thể hiện rất hay. Park Hang-seo bảo vệ cầu thủ Việt Nam không phải cho đùa. Nó giống như thế này hơn bởi vì Đoàn Văn Hậu đến Seoul vào khoảng thời gian này năm ngoái đã phẫu thuật đầu gối và hầu như không thể hồi phục. Tôi không biết đó có phải là một trận chiến về niềm tự hào hay không, nhưng anh ấy đã va chạm với Asnawi rất nhiều. Nhưng Asnawi cũng lớn hơn và khỏe hơn khi chơi ở ASEAN. Vì vậy, có vẻ như hai người họ đã phải đối đầu với nhau một lần nữa. Vì vậy, nó dường như dữ dội hơn. Đoàn Văn Hậu cũng rất thô bạo.
Sau trận đấu, các cầu thủ ôm mông Park Hang-seo như em bé vậy. Rõ ràng Việt Nam sở hữu đường chuyền bóng hay và nhỉnh hơn một chút, có lẽ vì họ đã được huấn luyện khoảng 5 năm, Shin Tae-yong có vẻ đã thất bại trong chiến thuật. Chà, sức mạnh của Việt Nam mà tôi thấy hôm qua hoàn toàn khác với những màn trình diễn của Việt Nam mà tôi đã xem trước đây. Đó chắc chắn là một trong những màn trình diễn kết hợp giữa xây dựng hợp lý và chuyền dài từ phía sau. Điều đó tưởng chừng như dễ, nhưng lại rất khó vì chỉ có thể thực hiện khi người chơi thực sự có kỹ năng tổ chức và sự rèn rũa. Ở Hàn Quốc và Nhật Bản, có nhiều nhóm chơi ở nước ngoài nên mỗi người chơi có thể tự học, còn ở Việt Nam thì có vẻ không như vậy. Mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã dạy tất cả, lần gần nhất là thắng Trung Quốc và cơ cấu chắc chắn nhỉnh hơn Trung Quốc và hòa Nhật Bản. Chà, nếu mục tiêu đủ tốt, nếu đội yếu hơn hoặc huấn luyện viên tương lai dẫn rất tốt, World Cup có thể khả thi, làm tốt lắm huấn luyện viên Park. Huấn luyện viên Shin cũng có cơ hội quyết định trước đội tuyển Indonesia ở giai đoạn đầu. Sự thiếu dứt khoát này dường như là vấn đề lớn. Ki Seong-yong, người đồng nghiệp đã chơi cả La Liga Premier League, chơi rất xuất sắc. Nếu được bố trí dâng cao như lần trước, có lẽ anh ấy đã tấn công tốt hơn. Nhưng nhìn vào màn trình diễn của Việt Nam hôm nay và đường truyền một chạm của anh ấy trong hàng tiền vệ, khoảng trống phía sau anh ta hẳn đã bị cướp. Hài hước nhất là cách cầu thủ Indonesia trượt ngã. Cầu thủ Indonesia đá vào mông cầu thủ Việt Nam, cứ tưởng bóng đá Trung Quốc bắt kịp. Câu này mà để cho netizen Trung Quốc nghe được thì cay lắm nè, bóng đá Trung Quốc đi sau mông Việt Nam. Giống như huấn luyện viên Park, tôi nghĩ tốt hơn là đến một đất nước mà nền bóng đá còn yếu và đón nhận những thử thách mới. Nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo đã có nhiều đóng góp cho đến nay, vậy tại sao lại nói ông ấy sẽ nghỉ việc? Ông ấy đã làm tốt trong một thời gian dài, vì vậy nên dừng lại. Nhưng tôi nghĩ ông ấy nghỉ việc vì dư luận ở Hàn Quốc không tốt. Nhìn vào phần bình luận trên các video YouTube liên quan đến huấn luyện viên Park Hang-seo, có nhiều người lại bình luận về thái độ ông ấy đang làm việc như một kẻ ăn bám một nước cộng sản. Indonesia hoàn toàn là rác rưởi, cái cách mà cậu ta đánh lừa trọng tài để được hưởng một quả phạt đền thật trẻ con, tự mình ngã và giả vờ như cầu thủ bên cạnh đã xô tôi và đẩy một cầu thủ Việt Nam, thật tuyệt vời. Liệu Shin Tae-yong có phải là biểu hiện của một nền bóng đá lạc hậu, một kẻ ngoài cuộc hay là hành động của cầu thủ đó nằm trong tầm quyền soát của anh ta? Trong mọi trường hợp, đó là một tình huống thảm hại với tư cách là một huấn luyện viên. Huấn luyện viên Shin Tae-yong thua về thế trận, thua về chiến thuật và thua về cách cư xử. Shin Tae-yong ngây thơ hay bóng đá Indonesia vốn ngây thơ? Việt Nam không chỉ là cuộc chiến chiến thuật, trận đấu mà còn là cuộc chiến tinh thần. Có thể thấy, nếu đối phương hay chính họ mắc sai phạm thì huấn luyện viên trưởng và toàn bộ quan chức sẽ phản đối để trọng tài tập trung và công bằng hơn. Đối thủ bị phá vỡ và cảm xúc bị kích động, sự tập trung biến mất. Cuộc chiến tinh thần này là một trong những thành công của Việt Nam trong việc đánh gục tâm lý của đối thủ. Khi xem bóng đá Đông Nam Á, tôi cảm thấy rằng vẫn có một chặng đường dài ở phía trước. Nhưng bây giờ có vẻ nó đã thay đổi khá nhiều, nhưng so với những màn ghi bàn thắng ở World Cup vừa qua, thật đáng xấu hổ và kém cỏi. Một lần khoe cơ bắp và một lần nhận thẻ vàng, nghi thức khai mạc thì thật lố bịch mà ngay cả trẻ em, Đông Nam Á cũng không có. Đến tận bây giờ, khi nghĩ đến bóng đá, tôi vẫn nghĩ đến bóng đá ở Hàn Quốc từ quan điểm của một người châu Âu. Bóng đá châu Á vẫn chỉ ở mức độ những đứa trẻ rất non nớt, chắc chắn còn một chặng đường dài ở phía trước. Mà sao tôi cứ có những suy nghĩ buồn bã như thế này? Đó là một vài bình luận của fan hâm mộ bóng đá Trung Quốc và Hàn Quốc về trận thắng 2-0 của Việt Nam trước Indonesia. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thấy hay thì đừng quên bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều video thú vị hơn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung tiếp theo.